Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ân nghĩa giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng giúp được gì cho Nguyễn Thanh Nghị. Có thể nói thời kỳ làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh của ông Phạm Minh Chính là thời kỳ ông Chính có bước rẽ cho sự nghiệp chính trị quan trọng nhất. Được biết, để triển khai các dự án kinh tế tầm cỡ như đặc khu kinh tế Vân Đồn, nó bắt nguồn từ chủ trương của Bộ Chính trị giao cho chính phủ thi hành. Tuy nhiên, dự án của chính phủ thì rải rác khắp các tỉnh thành trên cả nước, vì vậy chính phủ cần phải giao nó cho chính quyền tỉnh thực hiện. Rất nhiều dự án có ý nghĩa về kinh tế trên khắp đất nước Việt Nam, nhưng dự án có ý nghĩa lớn về chính trị thì không có dự án nào quan trọng bằng 3 đặc khu kinh tế. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính được cho rằng cùng với ông Nguyễn Tấn Dũng đã có những ân tình rất đặc biệt. Trong 3 đặc khu kinh tế mà chính phủ có ý định triển khai gồm Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, thì Vân Đồn có ý nghĩa chiến lược hơn cả và chính phía Trung Quốc cũng muốn nắm khu kinh tế này. Chính vì vậy, đặc khu kinh tế Vân Đồn xúc tiến sớm nhất, sớm hơn dự luật đặc khu đến 7 năm. Và sau đó là dù luật đặc khu có bị hoãn thì dự án khu kinh tế Vân Đồn vẫn cứ xúc tiến mà không hề bị ngừng trệ. Việc xúc tiến ấy là bởi ông Nguyễn Tấn Dũng dường như đã ưu ái trao cho ông Phạm Minh Chính thực hiện trước đó. Để có một dự án mang ý nghĩa chính trị như thế rơi vào tay một bí thư tỉnh là một cơ hội trời cho, mà đúng hơn là ông Nguyễn Tấn Dũng đã trao trò. Nhờ đó mà một ông bí thư tỉnh ủy mới bắt đầu được liên lạc với phía Trung Quốc và làm việc với dự án, từ đó hình thành mối quan hệ chính trị lâu dài. Một ông quan đứng đầu tỉnh thường không được phép vượt bộ chính trị để kết nối với phía Trung Quốc. Nhưng trường hợp này, ông Phạm Minh Chính đã được toàn quyền quyết định. Một cơ may thực sự là rất hiếm có cho ông ta và một ân nghĩa lớn của ông Nguyễn Tấn Dũng đối với ông Phạm Minh Chính khi đó. Ông Phạm Minh Chính kết nối chặt chẽ với phía Trung Quốc sau khi làm trưởng ban tổ chức Trung ương, thông tin cho biết. Cho đến nay, người dân Việt Nam chưa bao giờ hết nghi vấn luật đặc khu đang đe dọa chủ quyền đất nước. Điều đáng nói là vấn đề cho người nước ngoài thuê đất tới 99 năm và luật đặc khu hiện nay chỉ mới được tạm hoãn chứ chưa phải là bị cấm hoặc dừng hẳn. Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gật theo chủ trương của Bộ Chính trị, mà qua vụ phản đối của toàn dân vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 và ngày 17 tháng 6 năm 2018 đã làm cho Bộ Chính trị e ngại và tạm dừng. Tuy nhiên, luật chỉ là về vấn đề nhỏ. Ở đất nước này thì chủ trương của Đảng mới là quan trọng, chứ luật thì không đóng vai trò quan trọng gì mấy. Luật pháp luôn đứng sau điều lệ của Đảng. Cần phải hiểu thực tế là như vậy. Giờ đây, khu kinh tế Vân Đồn đã xây dựng gần như hoàn chỉnh, với dự án sân bay quốc tế tư nhân của Sun Club cũng đã mọc lên và đi vào hoạt động. Tuy nói là quốc tế, nhưng các chuyến bay chủ yếu là kết nối với Vân Đồn với Trung Quốc thôi, chứ không có kết nối với các quốc gia khác một cách đáng kể. Như vậy có thể nói, sau khi dự luật đặc khu tạm gác lại thì sự ảnh hưởng của phía Trung Quốc đối với Vân Đồn, Quảng Ninh là tăng lên chứ không hề giảm đi. Việc cho thuê đất 99 năm ấy có thể dùng với chiêu bài khác hẳn. Có thể ban đầu sẽ cho thuê 50 năm, sau đó sửa hợp đồng lên 99 năm thì đôi bên sẽ cùng hài lòng và người dân cả nước không hề hay biết. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính kết nối với Trung Quốc khi làm trưởng ban tổ chức Trung ương. Vào cuối tháng Giêng năm 2018, truyền thông trong nước đưa tin ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm tỉnh Quảng Đông. Đây được xem là sự kết nối thắt chặt mối quan hệ giữa ông Phạm Minh Chính với phía Trung Quốc và tạo nên thế lực rất mạnh cho ông Chính hôm nay. Mô tả cho chuyến đi này, Thông tấn xã Việt Nam đã viết như sau. Trong chuyến thăm, đoàn cũng đã có các cuộc làm việc với các trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Đông, Châu Minh, khảo sát về công tác xây dựng đảng ở tỉnh Quảng Đông, trong đó có đặc khu kinh tế Thẩm Quyến. Tin trên không gây nhiều chú ý cho mãi đến khi tháng 6, khi xảy ra tranh cãi lớn về dự án luật đặc khu, cư dân mạng Việt Nam mới tìm lại một bản tin tiếng Anh đăng vào ngày 6 tháng 2 ở Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc thuộc Trường Đại học Thâm Quyến, Quảng Đông. Bản tin này tường thuật chuyến thăm của phái đoàn ông Phạm Minh Chính đến trung tâm vào ngày 27 tháng 1 năm 2018. Theo bản tin tiếng Anh này, ông Phạm Minh Chính nói với giáo sư Đào Nhất Đào, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc, người gọi ông Chính là một người bạn cũ, rằng việc thăm Đại học Thâm Quyến lần nữa là một trải nghiệm rất ấm cúng, giống như trở về nhà, gặp lại các anh chị em. Phải nói thêm rằng bà Đào Nhất Đào hiện là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Một Vành Đai Một Con Đường ở Thâm Quyên. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng biết Phạm Minh Chính sẽ nắm ghế Thủ tướng khi nào, câu hỏi cũng được đặt ra. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2020, ông Nguyễn Thành Nghị bị Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật vì sai phạm đất đai ở Phú Quốc. Đây là tín hiệu rất xấu đối với gia tộc họ Nguyễn Tấn Dũng. Vì đã kỷ luật thì là nhẹ là thuyên chuyển, nặng là cách chức. Khi đó ông Nguyễn Tấn Dũng cần phải lái kết quả kỷ luật ấy theo hướng nhẹ hơn là thuyên chuyển, chứ không để bị ông Nghị cách chức. Tuy nhiên cần phải thuyên chuyển ông Nghị đến nơi nào mà cậu ta phải được an toàn. Và với nhiều nỗ lực, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa cậu con trai về chức vụ cũ, chức mà anh ta giữ trước khi làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Đó là chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Chức vụ này được cho rằng thấp hơn chức bí thư tỉnh ủy một bậc, nhưng không sao. Về lại Bộ Xây dựng, nếu dưới trướng của một thủ tướng thân với ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Nguyễn Thanh Nghị rất có triển vọng phát triển cho tương lai. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Thanh Nghị bị thuyên chuyển về làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đây là một canh bạc, nếu ông Nghị giữ được ghế Ủy viên Trung ương Đảng thì chắc chắn ông Nghị sẽ làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nhưng nếu ông Nghị bị rớt Ủy viên Trung ương Đảng thì xem như ông Nghị ra rìa và sự nghiệp chính trị của gia tộc họ Nguyễn Tấn Dũng cũng tắt ngấm từ đây. Tuy nhiên, từ tháng 10, dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng đã biết trước đàn em của mình là ông Phạm Minh Chính sẽ chiến đấu để giành chiếc ghế thủ tướng. Nếu thành công thì ông Nghị sẽ có nơi che chở khá an toàn. Với mối quan hệ của ông Phạm Minh Chính với Bắc Kinh thì có thể nói ông Phạm Minh Chính không cần phải núp bóng ai nữa mà liên minh với thế lực khác để tranh ghế thủ tướng cho lẹ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị bị thuyên chuyển về làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng hồi giữa tháng 10 năm 2020. Vào tháng 10 năm 2020, có lẽ ông Nguyễn Tấn Dũng không chắc lắm chiếc ghế thủ tướng của ông Phạm Minh Chính vì cuộc đấu đá chưa ngã ngũ. Nhưng ông Dũng đã kỳ vọng rất lớn vào canh bạc này. Và giờ đây, ông Dũng đã thở phào nhẹ nhõm. Đó là một hy vọng mới cho ông Nguyễn Thành Nghị, con của ông. Và ông Nguyễn Thành Nghị nấp dưới trướng Phạm Minh Chính liệu có an toàn trước nanh vuốt của Nguyễn Phú Trọng hay không, vì ông ta vẫn đang là Tổng Bí thư. Việc Phạm Minh Chính nổi lên thành thế lực số 1 trong Bộ Chính trị là một thuận lợi cho gia tộc họ Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng chưa suy yếu hoàn toàn. Với cái lò đã đốt được nhiều người, hứa hẹn nhiệm kỳ thứ 3, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục nhóm tiếp, và những thanh củi nào ông ta chưa đốt thì sẽ được ông ta cố đốt cho hết. Trong đó có thể kể những thanh củi rất lớn như Lê Thanh Hải, Hoàng Trung Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Bình. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng sờ được một trong những thanh củi này thì ông Nguyễn Thành Nghị cần phải xem sóc và cẩn thận, bởi bài học ông Đinh La Thăng còn đó. Đại hội 12, ông Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị và tưởng như được an toàn, nhưng rồi một năm sau, ông Đinh La Thăng đã bị Nguyễn Phú Trọng đánh không còn một mảnh giáp. Nguyễn Thành Nghị so với Đinh La Thăng thì quyền sức không bằng, nhưng thế lực ngầm hậu thuẫn cho Nghị có thể nói mạnh hơn Đinh La Thăng rất nhiều. Chính vì lẽ đó mà ông Nghị còn giữ được chiếc ghế Ủy viên Trung ương ở Đại hội 13 lần này. Tuy nhiên, có thế lực lớn hậu thuẫn cũng chưa chắc gì an toàn. Đây là hình ảnh mà dư luận cho rằng nhờ sau lưng có cha và thế lực thân che chở mà ông Nguyễn Thành Nghị chưa bị Nguyễn Phú Trọng hạ bệ. Vào tháng 6, khi mà Quốc hội mới khóa họp nhóm họp phiên đầu tiên, thì ông Phạm Minh Chính sẽ chính thức ngồi vào ghế thủ tướng và Nguyễn Thành Nghị là một vị bộ trưởng dưới quyền ông Phạm Minh Chính. Đây là một mối quan hệ mới. Mối quan hệ này nếu tốt đẹp thì có thể ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Thành Nghị kết thân liên minh. Nếu không hợp thì rất có thể ông Nghị sẽ khó tránh khỏi nành vuốt Nguyễn Phú Trọng. Với gia tộc ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Nguyễn Phú Trọng dường như đã cố tình triệt hạ nhiều lần nhưng không được. Nếu ông Nguyễn Thành Nghị mà lẻ loi trong chính quyền mới thì ông Trọng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. So với ông Trọng, ông Nghị còn rất non. Và câu hỏi đặt ra là ông Phạm Minh Chính sẽ giúp ích gì cho Nguyễn Thành Nghị? Phạm Minh Chính có ân nghĩa với Nguyễn Tấn Dũng là một thuận lợi cho ông Nguyễn Thành Nghị. Tuy nhiên, từ khóa 13 này, ông Nghị cần tự đứng trên đôi chân của mình, chứ đừng cậy vào cha của mình. Ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ là quan chức đã về hưu, sự hỗ trợ của ông Dũng cho đứa con trai của ông cũng chỉ có giới hạn, chứ không thể vô hạn như khi ông còn đang đương chức và đầy sức mạnh. Ngồi dưới trướng của ông Phạm Minh Chính là một thuận lợi rất lớn với ông Nghị. Tuy nhiên, ông Nghị cần phải thể hiện mình là cánh tay đắc lực cho Phạm Minh Chính thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Mối quan tâm của ông Phạm Minh Chính là kết nối với phía Trung Quốc qua các dự án kinh tế. Nếu đưa Việt Nam phụ thuộc ngày càng nhiều vào Trung Quốc thì ông Phạm Minh Chính sẽ xây dựng được sức mạnh chính trị khó ai địch nổi. Ông Nguyễn Phú Trọng thì đã già rồi, bệnh tật cũng đầy mình. Thế nào phía Bắc Kinh cũng sẽ dần tìm một người mới để thay thế vào và họ sẽ ưa chuộng ông Phạm Minh Chính hơn ông Nguyễn Phú Trọng trong một tương lai không xa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị cần phải đứng một mình và khẳng định khả năng của mình. Ông Nguyễn Thanh Nghị nắm bộ xây dựng, vì vậy nhiều dự án xây dựng của Trung Quốc triển khai tại Việt Nam ở trong tay của ông Nghị. Đó là một thuận lợi rất lớn. Nếu làm đẹp lòng Bắc Kinh và làm đẹp lòng Phạm Minh Chính thì ông Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính liên kết và liên minh không khó. Tuy nhiên, nếu xa vào bàn tay của Trung Quốc thì những con người lãnh đạo đất nước sẽ khó tránh khỏi tội đồ của dân tộc. Và có lẽ người Cộng sản cũng khó mà vì quyền lợi đất nước, hầu hết họ chỉ biết vì quyền lợi của họ và quyền lợi của đảng của họ mà thôi. Họ sẽ chia bè, kết cánh, đấu đá nhau tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa và người dân thì vẫn khổ như mọi khi chứ không có gì khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 2 năm 2021 với bản tin Ân nghĩa giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Tân Dũng có giúp được gì cho Nguyễn Thanh Nghị hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này và bấm nút YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d